Nhưng mà mới lâu ra lực nhỉ. Lên đời thì muộn hơn này, bị một giò một tê công này, bị công phù này, bị cung rờ bắn chéo này. Mà ông ấy vẫn có một số lượng quân rất đông và đang chém vào nhà của Phonesian, cảm thấy chán trường và chém nốt sang nhà của Greg của Trinh Sẹo. Một pha hồi xuân tới từ Trinh Sẹo chăng? Rẻ mà mắt sướng là iTel 79 90GB data chỉ với 79.000 đồng một tháng, mà di động đầu số 087. iTel, theo là thấp. Minoan trong tay của gió. Minoan Greg, full Greg. Minoan Greg, full Greg. Vâng, như vậy quân bên phía Thái Nguyên là đẹp hơn. Tất cả 4 người cùng một bóng nhà. Nick là người có quân đẹp nhất khi cầm con Phonesia. Lưu Hải Tú vẫn kiếp vâng Greg. Có lẽ Lưu Hải Tú là game thủ đen nhất mọi thời đại trong mọi giải đấu mắt. Tôi không nói đùa đâu mà tôi nói thật đấy. Cái lượng chó gà cá mà Lưu Hải Tú mỗi lần đi đánh giải nó nhiều đến cái mức độ mà ám ảnh. Cần phải có một cái gì đó giải đen thôi em ơi. Chứ đi đánh giải bao nhiêu năm nay rồi, cứ chó gà cá phang cái này đỡ làm sao. 4 người cùng một bóng nhà. Greg, Min, đúng không? Greg, Min, Phô là cùng một bóng nhà. Đây là cơ hội để cho anh em Thái Nguyên san bằng tỷ số 1-1. Vâng, cùng xem bài Min. Trận này khá quan trọng. Muốn thắng thì bài Min bên này nó phải làm một cái gì đấy lầy lọ. Mặc dù cửa thì nó sẽ là hơi thấp. Bên kia con Phô nó vẫn có quyền tự quyết ở trong tay. Bên này thì cần phải có bài Greg mắc. Bài Min cũng phải mắc binh luôn. Min sẽ đánh thẳng khung A. Liều ăn nhiều. Chỉ đánh chém thì tôi hơi nghi ngại. Thế bài này có vẻ đánh khung A được, nhưng đồ ăn thì đang hơi xấu. Bài hiệu 4 con. Chưa lấy gì. Gió trong khoảng 1 tháng trở lại đây đánh tương đối lên tay. Tương đối lên tay, phong độ đang cao ấy. Đây là liên tiếp được xếp đánh chính. Đội trưởng Đinh Xuân Canh đang tạo tương đối nhiều cơ hội dành cho cậu em út. Chính là đội trưởng Đinh Xuân Canh là chưa đánh game nào đâu. Ngày đầu ra quân của team Bắc Ninh thì là Gió và 2K1. Ngày thứ hai thì là Gió và Trinh Sẹo. Vâng, có quả phụ này, nhưng mà gần nhà của người cầm Greg hơn so với bài Min. Ok bác Hiếu chị. Bao lâu rồi mới xem lại AOE à? Nhiều người xem lại lắm bác ơi. Chào sáng Vũ em ơi. Ui, ui, ui. Cô voi kiểu này chết cơm. Như vậy là Hiếu sẽ ăn ở chiếc BS đầu. Gỗ xà quá nhờ. Anh em ơi để ý gỗ siêu xà thêm 7 Hiếu nữa. Bài này bao giờ đóng được S đầu đây? Chắc năm sau. Không đóng nổi cái S đầu. Bài Min này nhiều voi lắm à. Vâng, tôi thấy mỗi con một thì nó không phải là con số nhiều. Đây không? Thêm voi nữa. Đúng là nhiều rồi đấy. Nhưng mà voi này xa. Tận 9 dậu. Cẩu thả thế em ơi. Tình huống phi con hiệu hơi cẩu thả. Bây giờ dân còn tí máu như này mà lại câu voi thì cũng khá nguy hiểm. Mà không câu thì không được. Vội lắm rồi. Câu không? Thôi. Bãi cái quả kia chắc Greg ăn rồi. Đá qua tí bài Greg nè. Bài Greg có hiệu về, có quả phụ, có hiệu nữa. Như vậy là bài này lên được đời. Bài hiệu 7. Đá gần về vàng, đóng cái S đẹp luôn. Chị Dẹo đánh tốt đấy chứ. Anh em thấy trận đầu đánh rất ok. Cầm con IA đánh cực kỳ chuẩn bài. Đánh chuẩn như sách giáo khoa vậy. Ép đời sớm nhất map, lên đời xong đánh 1L khoanh ruộng, bò nhỏ gỗ. Vâng, sau đó tăng L2, bò nhỏ vàng, đánh đơn giản, cơ bản mà lại hiệu quả. Chào bố Su Su nhá. Nào cùng xem cái bài này. Bài này cũng là bài đủ đô đấy. Hai hiệu hai quả, không có gì đặc biệt. Mà thao tác tay của Chính Sẹo khá chuẩn. Không bị trượt chuột. Có vẻ như kiểu phong độ anh em Bắc Ninh đang lên cao sau buổi họp. Mình bận đi Đà Nẵng ấy, thành ra là không nên họp của anh em Bắc Ninh được, rất tiếc.
đi được cùng anh em Bắc Ninh hôm đấy thì vui. Đấy, offline đấy thấy mới thấy bảo là hai khu trẻ là say đứ đừ luôn, mấy ông già tỉnh nguyên chết tôi rồi kèo bịp. Thế mà trước khi nhậu chúng nó cứ bảo là mấy anh già thì uống cay gì, có kèo chấp trước đấy. Xem bài gần đấy cái chém thôi anh em. Chính sẹo đang ép đời khá nét. Trận này hơi delay tí thịt. Nhưng bên kia, vâng, bên kia Lưu Hải Tú lên đời rất sớm nha. Người cũng cầm Greg luôn. Chắc quân này thì ở bên kia ngon hơn. Vâng, như vậy là 14-3, 25 dân thôi. Không quá nét trong trận thi đấu cầm Greg này không. Chưa, tôi hỏng rồi. 11 tròn. Rồi, 11 tròn. 25 dân. Bị delay thịt anh em ạ. Thừa gỗ nhưng mà lại thiếu thực. Chắc Trường Béo em ơi. Đây là bài Minoan. Bài Minoan này công kích muộn lắm. Đánh cung thẳng, liều ăn nhiều. Checker kỹ vào. Checker kỹ vào. Đồi thông hai mộ à? À, đang định chơi theo kiểu đồi thông hai mộ. Đang bò cho nhau đấy. Bài này yếu như con khiếu. Vâng, bên kia T của Phô người ta đến nhà Minoan rồi. Hai Greg solo cùng một cánh. Mà Greg của Lưu Hải Tú thì lên đời sớm hơn. Vẫn đang rất cố gắng truy sát con ngựa giò của màu 4 Lưu Hải Tú, người lên đời sớm nhất bản đồ. Để lọt vào trong nhà Min là cũng khá mệt. Lên đời xong chắc đóng phù. Nhưng mà đóng phù thì con Phô phải chéo sang đây luôn. Nói chung là quyền tự quyết và chủ động thì vẫn thuộc về, vâng, cặp đôi bên phía Thái Nguyên với cái chất quân đấy. Họ có thể bỏ qua con Min. Con Phô tơn đầu và T đẩy thẳng nhà Greg này luôn. Phế phù sau đó là bắn yếu nhà Greg và đưa về tới 2-1. Greg của Lưu Hải Tú thì sóc chém của con Phô đánh châu cung R. Họ cũng có thể giết con Minoan bất kỳ cái lúc nào. Chỉ cần là một pha phối hợp tốt với nhau thôi là ok. Bo vào luôn không? Vâng, đúng là T chéo sang bên này luôn. Anh em có thể thấy rằng là sự khó chịu tới từ cặp đôi của Thái Nguyên. Một giò một T kết hợp rất bài bản. Này thì đang bài lực của con Greg màu 2 nó không khỏe. Thế nên đang gặp tương đối nhiều khó khăn. Kịp vẩy, phụ, vẩy e tiếp. Có được không? Có được không? Được rồi, nó phải thế. Nó phải thế đúng không ạ? Nhưng mà là tạm thời vượt qua được cơn nguy kịch. Tạm thời ổn luôn. Ổn luôn anh em ạ. Chính Sẹo vẫn đang thi đấu hay. Trận đầu thi đấu hay, trận này thi đấu vẫn đang rất quả cảm. Bơm cả vàng cho người cầm con Minoan để Minoan đánh cung A. Con Phô có bắn vào nhà Min không? Đây là màn hình máy Minoan. Trong tay BN Gió, kiên thủ trẻ nhất của team Bắc Ninh, cậu em út. Vâng, ba nhà BA, cung R của họ tới rồi. Họ bắt đầu đứng bắn E. Hóa cung A hai áo thì ra thi đấu. Còn nếu một áo thì thôi. Rồi, hai áo thi đấu thẳng mặt luôn. Hốt cái gì tầm này? Bên kia chém không tác dụng. Chém không lọt được vào, không tác dụng. Đánh highlight là ok đấy. Có vẻ như sự quyết tâm tới từ anh em Bắc Ninh là được thể hiện rất rõ ràng. Dù đội hình của họ ra sân có là ai thì họ cũng đang thi đấu rất máu lửa. Di chuyển cung A sang bên phía nhà của Trinh Sẹo, đỡ Trinh Sẹo không? Tôi thấy lượng quân của người cầm Phô và lượng quân của Greg đang dồn tới nhà Trinh Sẹo rồi. Đỡ cho người anh già thôi. Vâng, quên con nông dân này khá lâu rồi nhá. Liều ăn nhiều, không có bánh xe chứ cả. Vẽ ruộng ra, sóc tăng nhà lên. Hoặc vẽ thêm ruộng đi. Cố lên. Đấy, đánh bắt đầu tốt dần rồi đấy. Đấy, sang đứng con dốc này kê. Đứng con dốc này kê là được. Đồi thông cũng đang là hai mộ. Hôm nay 2K1 ngồi dự bị bác ơi. Tạm thời thì 2K1 đang ngồi dự bị. Nghĩ rằng là ở cái phía nhà BA mình ngon rồi thì mình nên thủ cho bên phía nhà Trinh Sẹo. Mang toàn bộ quân sang bên này để thủ. Trinh Sẹo cơ cấu lại một chút được không? Trinh Sẹo tham gia 28, đánh rất tốt. Phải nói tự là đánh rất tốt nha. Chạy dân vàng thôi, để họ rỉa như này rất mất tay. Vâng, có pha công phù tới từ Lưu Hải Tú. Lưu Hải Tú còn công phù lên nhà Trinh Sẹo. Trong một trận thi đấu mà vàng của Trinh Sẹo đang hơi ở phía ngoài. Có một bãi vàng ở phía trong thật đấy. Nhưng phải chạy thôi, giữ lấy cái timeline. Câu giờ thật nhiều hơn cho con Min. Cần phải câu giờ cho con Min để mất tam hơi nhiều trong tình huống vừa rồi. Từ 28 xuống còn có 22. Nhưng mà cũng vẫn tạm thời là vẫn đỡ được nhà. Cặp đôi một già một trẻ đang phối hợp với nhau tương đối tốt. Được cái chứ.
Vâng, quay trở lại bài min nào. Tam 256 trên 64 tăng A em ơi. Tăng A. Giờ lúc tăng A rồi, vẫn chưa có bánh xe. Cũng chưa cần bánh xe làm gì, cứ sóc châu cùng A ra. Chưa cần bánh xe làm gì. Cùng A di chuyển sát sạt vào nhau vào, chém chém chết rồi. Cùng A không di chuyển băng sát vào nhau là chết bây giờ đấy. Đánh cung A là một cái gì đấy nó rất khó cho những người trẻ. Vì những người trẻ tuổi đánh cung A nó sẽ không có kinh nghiệm. Để đánh được con cung A này thì đầu phải có sỏi. Tí sạn tí sỏi thì mới được. Để ý nào, để ý bắn nào. Tầm xa 2 chưa? Vâng, chưa bánh xe chắc cũng chưa có tầm xa 2 đâu. 5 nhà BA rồi. Gió thì được cái là đang trong giai đoạn là tiến bộ. Chưa thực sự là cứng và chắc tay lắm. Nhưng mà thôi cứ từ từ em ạ. 2K1 cũng mất gần 1 năm để có thể được như bây giờ. Nếu mà tầm này năm sau em khỏe như 2K1 bây giờ thì cũng khá tuyệt vời dành cho team AOE Bắc Ninh. Từ từ mà đánh. Nhưng mà sau mỗi kèo đấu, sau mỗi cái dạng thi đấu thì em cần phải rút kinh nghiệm nhiều hơn. Một tình huống để lọt, vẫn là pha vẩy e tốt. Tiếp tục là vẩy e. Tiếp tục là vẩy e, chém vẫn chưa vào được đâu. Không, nhưng lần này thì chén đã lọt được vào trong nhà rồi. Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề. Kéo quân về, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh thôi. Bo nhỏ hết rồi thì chém lọt vào nó không làm gì được mình cả. Quan trọng là thủ cái đống cung G này. Quan trọng thủ thủ cái đống cung G. Vâng, vàng đang bị chơi vào. Tham lai là 63. Thủ đống cung G trên phía nhà BA. Tích cái chặt gỗ 2. Vàng đang hơi thiếu. Cứ bình tĩnh. Không vội. Rồi, thủ xong đống cung G, bắt nốt chém. Ở bên kia người ta cũng khỏe nhưng mình cũng không phải là yếu lắm. Cứ bình tĩnh thôi. Nào, thích thì phá e ra để cho Trinh Sẹo chơi. Trinh Sẹo đánh quá hay đấy. Phải nói là Trinh Sẹo đang đánh quá hay luôn đấy. Không phải ai cầm cờ đất trận này mà cũng thở được và có nhiều như đơn vị quân như này đâu. Vâng, chém còn đang chém được bài An Hoàng tới từ Lưu Hải Tú luôn. Có quân bên phía nhà gió, có quân đi cân. Vâng, Trinh Sẹo đánh như một cầu thủ chuyên nghiệp vậy. Hay quá nhở. Lưu Hải Tú mới là người lên đời sớm hơn trong trận thi đấu này. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó, bậc bên kia Phô đi ăn hoang á. Vâng, tôi thấy sau nhà Phô vẫn còn một cái BG ở ngồi dưới bản đồ này. Vâng, bằng một cách thần kỳ nào đó, sau 25 phút cái người cầm cờ hách này vẫn đang ổn và vẫn có tham 30. Hay thật sự. Trong khi đó đây là màn hình máy của người cầm min. Min tham lai 66 trên 76. Vâng, chuyển từ một thế thủ sang một thế công. Cẩn thận. Nâng giáp 4 lên. Ốp vào nhà BA tới từ người cầm Phonesian. Rồi, vẩy những cái e. Rất chắc chảy. Cứ bình tĩnh. Mình đang nắm được thiên cơ trận này đấy. Ốp được nhà của Phô và bây giờ người cầm Greg vào chém được dân Phô là ngon. Vâng, đúng là Greg đang chém cho Phô nhông xích mạnh quang. Phối hợp tốt nào. Cung A kết hợp với chém nào, vẩy e vào. Vẩy e tên này là tươi. Vâng, đây cả rừng đang bị bắn và bị chém cho nhông xích. Tham lai 72 tới từ BN Gió. Một tham lai đủ để cân cái bản đồ này. Chặt gỗ 2 đào vàng lên hết đi. Cứ sắp châu Cung A thôi. Tiếp tục là tăng nhà BA. Đây là số lượng chém mang về. Tình huống rất nguy hiểm. Tình huống gió không để ý số lượng quân bên phía khu vực đi công mà để người ta chém liều chết hết rồi. Quá tiếc dành cho bên là gió trong tình huống vừa rồi. Không để ý, không có quá nhiều tay. Vì vậy mà lượng quân đi công vừa bị bắt. Còn chém không? Đây là chém tạm này 27 tới từ Trinh Sẹo. Trinh Sẹo vẫn đang khiến cho Nách Cà Rừng cảm thấy thốn chém 4 nhỉ. Nhiều ông em ấy lâu ra lực nhỉ. Lên đời thì muộn hơn này, bị một giò một tê công này, bị công phù này, bị cung gờ bắn chéo này. Mà ông ấy vẫn có một số lượng quân rất đông và đang chém vào nhà của Phonesian, cảm thấy chán trường. Và chém nốt sang nhà của Greg của Trinh Sẹo. Một pha hồi xuân tới từ Trinh Sẹo chăng? Vâng, timeline giờ thì tụt xuống còn 21. Nhưng mà đang chém hai nhà bơm đều cho BN Gió để cầm Minoan cân bản đồ. Gió đánh chắc tay là ăn tiền em ơi. Chắc tay lên là ăn được tiền luôn, chặt luôn trận này. Khi mà nhà của Nick yếu, nhà của Lưu Hải Tú cũng không quá khỏe đâu. Chắc tay lên, châu nữa lên, đẩy quân chắc chắn vào. Và nếu thắng trận này đúng là khí thế của anh em bên phía Bắc Ninh sẽ lên cao hơn bao giờ hết. Một trận mà rất khó, phải có rất nhiều điều kiện thì mới có thể thắng được.
Nhưng ở thời điểm hiện tại thì cái thế này là cái thế win chặt. Rất khó để có cửa thua trong một trận thi đấu của Minh Hoan lên được tam nai 86. Và tỷ số là 2-0 dành cho Bắc Ninh. Hay. Một già một trẻ phối hợp với nhau và đặc biệt là Trinh Sẹo. Trận đầu cầm Mia làm hai nhà. Vâng, làm hai nháy. Trận này cầm Greg không hiểu đánh kiểu gì. Ảo ma lai chưa kinh khủng. Một con Greg hai hiêu và hai quả. Điều thật sự hay. Để nói Trinh Sẹo đánh hay. Rất bất ngờ. 2-0.